Xin chào anh em đang quay trở lại với Hùng Mobile. Như đã hẹn ở trong video trước, trong video này mình sẽ chia sẻ đến anh em những trải nghiệm thực tế và một vài đánh giá về cụm camera trên S20 Ultra. Đây cũng là yếu tố đặc trưng nhất trong cả cấu hình lẫn thiết kế của chiếc flagship này. Anh em hãy cùng mình theo dõi để xem trong năm 2021 với mức giá chỉ khoảng 14 triệu thì cụm camera này sẽ mang lại cho chúng ta trải nghiệm tốt hay không nhé. S20 Ultra có cụm camera sau lớn, dày và chiếm nhiều không gian mặt lưng. Đây cũng là điểm nổi bật nhất trong thiết kế của S20 Ultra. Ở đây chúng ta có cụm 4 camera sau gồm camera chính 108MP, camera telephoto tiềm vọng 48MP, camera ultra wide 12MP và cảm biến lấy nét tiêu f 3D. So với thế hệ trước, camera chính của S20 Ultra chỉ có khẩu độ cố định là f1.8 chứ không thể điều chỉnh. Camera này sử dụng thuật toán gộp 9 điểm ảnh là 1, do vậy độ phân giải thực của ảnh cho ra sẽ chỉ là 12MP nhưng chất lượng ảnh sẽ được gia tăng và giúp hạn chế bớt độ noise. Trong điều kiện đủ sáng, chất lượng ảnh tương đối tốt, màu sắc sinh động, có sức sống nhưng chưa tới mức vượt trội so với mặt bằng chung. Giải tần nhạy sáng rộng, các mảng sáng tối rõ ràng nhưng mảng sáng lại có phần được thể hiện tốt hơn. Noise khá ít và chi tiết đầy đủ so với các flagship Samsung khác. S20 Ultra nhỉnh hơn về mặt chi tiết, giải tần nhạy sáng ngang bằng và không có nhiều cải thiện. Tuy nhiên trong một số trường hợp, màu ảnh bị sai lệch và bị gắt hơn so với thực tế, đồng thời hơi bị mờ. Nhờ cảm biến lớn nên ảnh có độ sâu, chụp vật thể không phải người tương đối đẹp, hậu cảnh xóa nhẹ nhàng, tự nhiên và lấy nét chuẩn, mang tính nghệ thuật cao. Chế độ chụp 108MP không cho nhiều cải thiện đáng kể so với chụp thường, chỉ có chi tiết có độ nét cao hơn, thu được nhiều chi tiết hơn nhờ công nghệ gộp điểm ảnh. Còn về màu sắc, giải tần nhạy sáng, vân vân thì đều tương đương. Chế độ xóa phông cũng gặp tình trạng tương tự như chế độ chụp thường về màu sắc. Nhưng nhìn chung thì chất lượng ảnh vẫn đạt mức tốt và khả năng nhận diện bóc tách chủ thể chính xác, rõ ràng. Camera telephoto tiềm vọng có nhiều chế độ zoom khác nhau. Với zoom 4x thì ảnh sẽ giữ lại được chất lượng nguyên bản từ ống kính telephoto này, còn các chế độ zoom còn lại sẽ được xử lý bởi thuật toán. Trong chế độ zoom 2x, S20 Ultra thu được chi tiết sắc nét ở phần giữa khung hình, còn những vị trí còn lại trên ảnh sẽ lấy dữ liệu thu thập được từ camera chính. Nếu để ý thật kỹ thì sẽ thấy phần rìa ngăn cách giữa các vị trí này. Với zoom 4x, chất lượng ảnh tương đối ấn tượng, màu sắc đẹp, độ tương phản cao, giải tần nhạy sáng rộng, gần như không bị noise và chi tiết sắc nét. Zoom lên 10x thì trải nghiệm vẫn khá hài lòng và không có gì để phàn nàn. Nhưng khi zoom từ 30x trở lên thì chất lượng bắt đầu giảm sút nhiều và không còn giữ được sự ổn định. Zoom 100x chỉ cho chất lượng ảnh ở mức trung bình, không thực sự nổi bật như những gì Samsung quảng cáo và truyền thông. Ngoài ra, cũng rất khó để tìm được mục đích ứng dụng của tính năng zoom 100x này trong quá trình sử dụng hàng ngày. Do vậy, zoom 100x chỉ mang tính biểu diễn, phô trương sức mạnh công nghệ là chính. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang camera ultra wide. Trong điều kiện trời sáng, chất lượng ảnh cho ra ở mức tốt, màu sắc rực rỡ, nịnh mắt, giải tần nhạy sáng ổn nhưng độ sắc nét của chi tiết không có nhiều cải thiện hơn so với các thế hệ trước. Cùng với đó, do không có lấy nét tự động nên nếu sử dụng để chụp cận cảnh thì cần phải căn khoảng cách phù hợp để ảnh không bị ao nét. Trong điều kiện trời tối, camera cảm biến lớn cho ảnh ở mức tương đối xuất sắc với chi tiết tốt và noise được xử lý cân bằng, màu sắc sinh động cùng giải tần nhạy sáng rộng. Chế độ chụp đêm cho thêm nhiều cải thiện đáng kể. Nhiều chi tiết trong vùng tối được tái tạo và khắc phục tình trạng bị lóa, cháy sáng xung quanh các nguồn sáng như ánh đèn. Độ bão hòa màu gia tăng cùng với noise được khử nhiều. Tuy nhiên thời gian để xử lý ảnh khi chụp night mode khá lâu, có khi lên tới 10 giây và phải giữ máy cố định. Camera ultra wide trong điều kiện này cho sự cải thiện đáng kể hơn phần lớn điện thoại của Samsung trước đây. Nếu đủ lượng ánh sáng, ảnh có độ sắc nét cao và giải tần nhạy sáng tương đối rộng so với một ống kính ultra wide thông thường. Chế độ night mode tiếp tục giúp tăng khả năng phơi sáng, màu sắc thêm rực rỡ và khử thêm noise, nhưng nước ảnh sẽ bị bệt hơn trước đó. Với camera telephoto tiềm vọng, sử dụng zoom 4x sẽ cho chất lượng ảnh tốt nhất trong điều kiện này. Trải nghiệm ấn tượng hơn nhiều những gì mình hy vọng. Chi tiết khá đầy đủ, rõ ràng, màu sắc cùng giải tần nhạy sáng cũng ở mức tương đối tốt. Chế độ night mode cũng hỗ trợ ống kính này, nguồn sáng sẽ không bị lóa, màu sắc sinh động hơn cùng phơi sáng được cải thiện, nhưng độ sắc nét sẽ bị giảm xuống. Các chế độ zoom khác hoạt động ở mức trung bình, nhưng nếu càng zoom xa thì ảnh càng bị mờ và bệt. Camera selfie cũng sử dụng thuật toán ghép điểm ảnh lên tới 40MP. Chi tiết được tái tạo đầy đủ, màu sắc đẹp cùng giải tần nhạy sáng rộng. Tuy nhiên góc chụp khá hẹp và sẽ bị giới hạn không gian ở trong khung hình. Chúng ta có thể quay video 4K 30fps trên camera selfie. Chất lượng video tương đối tốt với màu sắc da mặt đẹp tự nhiên, ánh sáng hậu cảnh được điều chỉnh cân bằng, hợp lý và không bị cháy sáng. Video 4K 30fps trên camera chính có chất lượng cao, chi tiết được tái tạo đầy đủ, sắc nét, độ tương phản cao, màu sắc có sức sống cùng giải tần nhạy sáng rộng. Với 60fps thì video được cải thiện thêm về độ chi tiết, còn các yếu tố khác vẫn tương đương. Ngoài ra còn có thêm tính năng quay 8K 24fps. So với 4K thì chắc chắn chi tiết sắc nét hơn, nhiều số lượng điểm ảnh cao hơn, nhưng nhìn chung thì không thực sự nổi bật và ít khả năng ứng dụng. Nếu quay video 4K 30fps trên camera telephoto ở chế độ zoom 4x thì sẽ cho ra video có chất lượng nguyên bản, tương đối đẹp và ổn định. Nếu càng zoom sai thì chất lượng video sẽ càng giảm dần xuống. Camera ultra wide cho trải nghiệm quay video không có nhiều khác biệt so với các thế hệ trước. Màu sắc trên video có thể nói là tương đương như camera chính. Trong điều kiện trời tối, S20 Ultra có khả năng quay video tốt hơn nhiều các thế hệ trước. Video ít bị noise, màu sắc tốt và giải tần nhạy sáng rộng.
Như vậy anh em đã thấy, các ống kính trên SM Ultra đều cho trải nghiệm khá tương đồng nhau và có thể nói là được cải thiện hơn nhiều dòng sản phẩm của Samsung trước đây. Chúng ta sẽ có khả năng xóa phông tốt với hiệu ứng bokeh mờ tự nhiên, camera telephoto cho ảnh sắc nét, camera ultra wide có khả năng chụp đêm tốt và chất lượng video cực kỳ cao trong điều kiện thiếu sáng. Còn về nhược điểm, có lẽ vấn đề nằm ở việc Samsung đã thổi phồng quảng cáo quá nhiều vào những tính năng không thực sự đem lại trải nghiệm tốt, đặc biệt là chế độ zoom 100x không quá ấn tượng và thiếu tính ứng dụng thực tế. Do vậy, kể từ khi mới ra mắt thì với mức giá quá cao, cụm camera này trên SM Ultra đã nhận được khá nhiều phản hồi tiêu cực từ cộng đồng người dùng. Nhưng tuy nhiên hiện nay với mức giá trung bình vào khoảng 14 triệu, anh em có chấp nhận cụm camera của SM Ultra hay không? Anh em hãy để lại bình luận xuống dưới video này nhé. Và ngoài ra, nếu như anh em quan tâm đến sản phẩm này thì anh em có thể click vào link chi tiết sản phẩm ở trong phần mô tả video để xem mức giá được cập nhật mới nhất dành cho SM Ultra 5G phiên bản Mỹ tại Hùng Mobile. Anh em nếu có các thắc mắc xung quanh sản phẩm này thì anh em có thể để lại bình luận xuống dưới video, mình sẽ hỗ trợ tư vấn giải đáp và trả lời cho anh em. Và cảm ơn anh em đã xem video này của Hùng Mobile. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Tạm biệt anh em.